Đây là một chủ nhà tốt bụng nha, bên mình đang thi công mà chủ nhà cho người mua nước bồ hút nè, mua nước lọc nè, quay một thùng nước nè, nguyên một thùng nước luôn cho tiệm nước vô chuẩn bị cho ekip này chờ chỉnh chu ra. Hôm nay mình đang thi công một cái thiệt khá là lớn, nhưng mà mọi người biết là ở trong một cái nhà mà lao tưởng đâu là một cái resort rất là lớn ở dưới đây đúng không mọi người thấy không? Bây giờ bên mình đang bắt đầu là thi công một cái tiệc cưới mà thi công trước khoảng 10 ngày thì mọi người sẽ hiểu là lớn như thế nào đúng không. Bây giờ hiện tại thì ekip mình đang bắt đầu là hàng. Mọi người biết là ngày hôm nay trời rất là mưa, mà thật ra mưa đối với nhiều bạn là sẽ rất là buồn, đối với rất là vui là đơn giản là bởi vì sao, có nghĩa là trời nó mưa mình có chỗ để hàng nhưng mà nó mát, thế là con người làm rất là thoải mái. Và đây là một trong những cái tiệc mà mình làm khá là lớn, hy vọng là cả nhà sẽ đồng hành cùng với mình nha. Thì hôm nay bên mình bắt đầu là thi công về cái mặt phần khô của sân khấu, rồi những cái khung hình với tất cả mọi thứ ở đây rất là đẹp. Và quay một vòng cho cả nhà coi để ekip mình đang chuẩn bị ở đây. Hồi sáng thì trời nắng, nắng kinh luôn á mọi người, nói chung là nắng mà rất là sợ luôn, mà bây giờ nó rất là mát rồi, rất là thoải mái. Và hy vọng là ngày hôm đó thì buổi sáng nó có mưa thoải mái đi, xong buổi chiều nó mát là được nha. Mọi người quay lại coi đẹp quá trời luôn. Và cái tiệc này rất là lớn, cả nhà nhớ xem nha. Cảm ơn mọi người, mình là Simon Tứ, chia sẻ clip hậu trường ngày trang trí cưới cho chính mình làm ạ.